điện nhé, kéo cửa. Phá xe đúng không? Lại mất công ra nữa anh nhỉ? Đây bàn sơn nó nghỉ rồi, mấy hôm rồi mà. Hai hôm rồi đấy. Mai cũng được. Mai cũng được. Mai mới nào anh? Anh sửa chữa ngoài. Mai hết ngày Quốc Khánh rồi. Mai nghỉ bù rồi.